Hết chiều thuổi thì lúc này họ đã chơi 5 trận, thắng 4 trận, hòa 1 trận và được 13 khó khăn về lực lượng. Tỷ số được mở cho Thanh Hóa. Ngay sau khi TNT thay người, Thanh Hóa đã có bàn mở tỷ số. Như chúng tôi đã phân tích thì ngày hôm nay đội khách TNT có rất nhiều bất lợi về lực lượng. Họ vắng 3 vị trí chủ chốt vì treo giò, ngoài ra Gonzalo bị đau, không thể đá chính. Và vừa rồi thì một mắt xích quan trọng hàng thủ là Tiến Dũng đã phải rời sân vì chấn thương. Chủ tịch của Thanh Hóa, ông bầu Nguyễn Văn Đệ đang rất vui. Vừa rồi là bàn thắng của Van Baken, trung vệ người Hà Lan. Pha ghi bàn thứ hai của Van Baken ở mùa giải năm nay. Van Baken luôn có mặt khi đội nhà được hưởng những quả phạt góc và những tình huống cố định. Anh rất cao và đầy dũng mãnh. Bàn thắng rất quen thuộc của Van Baken. Vào lúc này thì Natiaset, Văn Quyết, nguy hiểm, bóng đi đúng vị trí của Tô Vĩnh Lợi. Cú đá mạnh bằng chân. Chúng ta xem lại pha bóng rất nguy hiểm của đội khách Hà Nội TNT. Hậu vệ cánh trái Hồng Tiến là người đá trả bóng ngược lại để Ngọc Duy tung ra cú đá chân trái quen thuộc. Natiaset không vào. Rất may. Chúng ta xem lại tình huống này. Một tình huống mà Natiaset chắc chắn là quyết định dứt điểm thẳng. Hà Nội TNT đã bị loại bởi Mường Thong, câu lạc bộ của Thái Lan. Họ phải xuống chơi ở cúp AFC. Rất nhanh, tỷ số trận đấu được nâng lên 2-0. Sự lúng túng của hàng thủ đội TNT. Và thêm lần ông bầu Nguyễn Văn Đệ có dịp man mừng. Sai lầm của Văn Biển, một cầu thủ có kinh nghiệm. Văn Biển đã quá chủ quan để Xuân Tú lẻn xuống, chuyền ngược lại cho Sunday. Sunday đã dễ dàng đưa bóng vào lưới. Ngày hôm nay Nghiêm Xuân Tú đã chơi rất nhiệt tình ở hành lang bên phải của Thanh Hóa. Hay nhất trong tháng 1 năm nay. Đó là điều hoàn toàn xứng đáng. Rất tiếc. Và bóng đá chạm tay cầu thủ Hà Nội. Cú vô lê của Quốc Phương. Rất rõ bóng đá chạm tay Văn Biển. Giao cho Natiaset. Rất bình tĩnh. Tỷ số trận đấu được nâng lên 3-0. Một tỷ số rất khó tin. Những pha chạy đà và dứt điểm hết sức kỹ thuật và cơ bản của một câu lạc bộ Hà Nội TNT. Rất gọn gàng. Bàn thắng đầu tiên của TNT. Ngay sau, cầu thủ đã có pha tạt bóng rất tốt là Sầm Ngọc Đức. Đây là tình huống mà hàng thủ Thanh Hóa không tập trung. Có vẻ như vẫn còn đang quá vui sau bàn thắng đưa tỷ số lên.